Nào, giờ còn ví dụ số 12 các bạn quan sát thầy nào. Con áp nhỏ xoay dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Rồi, vẫn là thẳng đứng thôi. Vì đối tượng chúng ta tập trung vào cái chỗ S đàn hồi, max S đàn hồi min mà. Nên thầy xoay quanh những cái bài toán liên quan đến xoay thẳng đứng để cho các bạn nắm chắc bản chất thôi. Còn nằm ngang thì rõ ràng là S đàn hồi min bằng 0 thì không ai xét tỷ lệ cả. Các bạn lưu ý thầy điều đó. Ok chưa? Rồi, biết tỷ số của S đàn hồi max, S đàn hồi min là 7/3. Biên độ bằng 10. Như vậy chụp này cho chúng ta biên độ 10 nhá. Tức là cho biên độ A trước rồi này. Là 10 cm. Ok chưa? Tỷ số kia tí mình sẽ xử lý sau. Cái kia là g bằng 10 bằng pi bình, mục đích cho đẹp thôi. Bạn đã hỏi gì đây? À, không hỏi nên ta l mà hỏi tần số cơ. À, bây giờ cái này mới là cái vấn đề này. Được chưa? Ok, hỏi tần số. Thế thì trong khi rõ ràng là cái liên quan đến tỷ số S đàn hồi max S đàn hồi min là sẽ liên quan đến biên độ và delta l không. Mà đây là hỏi tần số. Thì các bạn lại phải nhớ thầy rất may chúng ta là bài toán này là bài toán luật xoay thẳng đứng. Thì ta sẽ có được cái sự liên hệ của tần số là gì trong luật xoay thẳng đứng đúng không? Ví dụ bắt đầu từ tần số góc nhá. Omega bằng gì các bạn nhớ rồi? Căn của K trên M đúng không? Đấy. Và các bạn dùng thang cái kiểu kia là kiểu độ biến dạng là bằng căn của G trên delta L không bị G trên delta L. Được chưa? Các bạn quen này rồi đúng không? À, thì giờ các bạn muốn tìm được F thì các bạn chia cho 2 pi, có nghĩa là bằng 1/2 pi. Cái nhân omega chia 2 pi mà nhân với căn của g chia cho delta l. Đấy, delta l này thầy đang dùng là delta l không nhá, độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng thì đang dùng công thức này thầy, chỉ áp dụng cho lò xo thẳng đứng thôi, các bạn để ý. Rồi như vậy rõ ràng là muốn tìm được tần số ta chỉ cần tìm cho thầy cái delta l không này là xong thôi. Delta không này tìm từ đâu? Chính từ cái mối quan hệ tỷ lệ của S đàn hồi max và S đàn hồi min. Các bạn thay số vào và thay bộ thức vào thầy được nhá. Người ta có luôn nào. Bây giờ là quen rồi đúng không? Thầy viết luôn tỷ số nhá. Được chưa? Quen rồi này. Tức là sau đính bài này là bài là ví dụ số 3 của cái dạng này rồi. Được chưa? Ta có là F đàn hồi max chia cho F đàn hồi min. Ok chưa? Đây. Nào, các bạn nhẩm thầy nào, đằng nào cái K nó cũng triệt tiêu rồi đúng không? Phải vứt cái K thầy đi. Thì nó sẽ là còn là delta L0 cộng A. Đấy, còn ở dưới sẽ là delta L0 trừ A. Là vì trường hợp này là S là hồi min nó khác không mà. Khác không thì không thể rơi vào trường hợp là A lớn hơn delta L được. Là vì khi đó là lò xo chúng ta là luôn luôn gì đây? Luôn luôn bị giãn. Nên delta L nó phải cái gì? Nó phải lớn hơn biên độ A. Các bạn lưu ý thầy. Thì cái phân số này nó mới dương mới tồn tại được chứ. Đúng không? Bài cho là 7/3. Đây. Thì các bạn nhớ thầy đúng không? Dùng toán học của lớp 5 này. Tổng là 7 phần mà hiệu là 3 phần. Thì rõ ràng là số lớn bằng tổng cộng hiệu chia đôi. Vậy delta L0 chiếm mấy? 7 cộng 3 là 10. Đây này, delta L0 chúng ta là 9, 7 cộng 3 là 10, 10 chia 2 là 5 phần. Còn A chúng ta sẽ là 7 trừ cho 3 là 4, 4 là chia cho 2. Thì A nó sẽ chiếm là 2 phần. Thì một thằng là 5 phần, một thằng là 2 phần. Vậy thì delta L0 nó sẽ gấp mấy lần A? 5/2A đúng không? Được chưa? Đấy, tức là đây là 5/2A. Đó, tức là 2.5. Bạn nào không thích thì sao? À, nhân chéo thầy là tự giải ra A nhá. Ok chưa? Rồi thay số vào nào. A là bao nhiêu các bạn? A là 10. Thì thay đây là 10 chia cho 2 là 5. 5 với 5 là 25 cm. Ok. Bây giờ muốn tính được tần số F đấy, các bạn phải lưu ý này. Các bạn thay vào cái bộ thức tần số. Nhưng phải lưu ý thầy, ở đây G chúng ta dùng là mét trên dây bình. Do vậy cái delta L0 trong bộ thức này cũng phải dùng đơn vị chuẩn là mét. Các bạn thay vào thầy và đổi đơn vị cho thầy 1/2 pi nhân với căn g. Ở đây thầy để chỗ nào cho đẹp nhỉ? Thầy để pi bình đi nhá, cho em muốn đẹp không nào? Pi bình. Rồi delta L0 ở đây là 0.25 cm, đổi sang mét cho thầy đó là 0.25. đó, các bạn nhấm nào. Pi mất này, 0.25 là 1/4, mà căn của 1/4 thì là bao nhiêu đây? Chia cho luận nghĩa đảo lên thầy, 1/1/4 là căn 4 mà. 4 lên trên thì căn 4 là 2, 2 ra ngoài là mất. À, vậy đó chính là 1 HZ các bạn ạ. Được chưa? Không thể gọi bấm máy thầy nhá. Ok, vậy thầy có được ngay đáp án B. Được chưa? Rất nhẹ nhàng thôi. Bài này mục đích là gì? Là dựa vào cái việc là gì? Tỷ số S là hồi max, S là hồi min. Chúng ta không những tìm được biên độ A, mà nếu biết được A ta tìm ngược lại ra delta L0. Nhưng chính thằng delta L0 này là dùng cho lò xo thẳng đứng. Nên chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đó chính là liên hệ được sang với omega và tần số.
Đó là cái mà các bạn cần phải lưu ý cho bài toán này. Bây giờ các bạn quan sát thầy một ví dụ nâng cao cho phần này. Đó chính là ví dụ số 13 để củng cố cho các bạn biết rằng một điều là gì. Cái điểm 9, điểm 8 ấy, trong luật so thẳng đứng đấy, được chưa? Mà trở về điểm 7 đấy, nó không quá khó. Các bạn đừng có thấy đề nó dài hay là cái gì mà các bạn bỏ. Thực ra đã hiểu bản chất rồi thì ta thấy là gì? Cái việc chuyển bài toán từ cao xuống thấp với mức độ đơn giản nó cực nhẹ nhàng thôi. Các bạn theo dõi thầy ví dụ số 13. Rồi các bạn để ý này, đây thầy cho các bạn thêm ví dụ số 13. Ví dụ này để cung cấp thêm cho các bạn về cái việc nhận biết với ngân hàng đề thi đại học như thế nào thôi. Đây đại học quốc A năm 2008. Nào, mới nhìn qua thấy thế nào nhỉ? Gần như là các bạn sẽ bỏ chạy là vì nó dài. Không phải sợ nhá. Nó dài là vì nó về mặt văn chương thôi. Thế còn thực ra về nội dung ấy, các bạn đúc kết lại đấy thì chính là những cái nội dung cơ bản của phần mình đang học. Ví dụ như là lò xo thẳng đứng thì mình dùng lò xo thẳng đứng. Nói nội dung nào thì các bạn đưa ra khai thác đề rất là dễ thôi. Nào, ngay cơ đầu tiên này là con lắp lò xo treo thẳng đứng, biết rồi, thẳng đứng rồi. Cho rộng điều hòa. Ok, vậy tóm lại hai câu đầu vứt. Biết cho thầy nó là gì? Chúng ta đang làm về lò xo thẳng đứng, dao động điều hòa. Ok chưa? Cho cái gì nào? Cho chu kỳ và biên độ dao động lần lượt là 0,4 và 8 cm. Quá đẹp rồi. Cho thêm cái này càng tốt lại càng dễ làm đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn phải lưu ý này. Trong lò xo thẳng đứng này, khi mà động chạm đến omega, động chạm đến tần số và động chạm đến chu kỳ thì đừng bao giờ quên thầy công thức nào đây. Là cái delta không, đúng không? Kiểu gì nó phải động chạm delta không. Vậy là 2b căn bậc 2 của chuẩn nước là m trên k này. Ai quên thì viết m trên k ra. Nhân cả tử và mẫu với g này thì mg chia cho k là ra delta l. Vậy ta có thêm một công thức đó là 2b căn bậc 2 của gì? G đúng không? À delta l trên g. Đấy, ngược lại thầy. Delta l này delta l không mà. Ok chưa? Đấy, đấy. Thực ra cái đối tượng cho chu kỳ các bạn này, mục đích để đưa ra các bạn được cách tính delta l không thôi. Ok chưa? Còn nếu bạn nào mà không thích nhá thì lại chuyển cái này về omega thầy. Sau đó các bạn dùng công thức là gì? Là delta l không. Được chưa? Nó sẽ bằng gì? Bằng g đúng không? Chia cho omega bình cũng được. Nói chung là một trong hai cái này mục đích cũng chỉ là giúp các bạn tìm được gì thôi, delta l không. Còn chu kỳ nó còn bị ảnh hưởng, nó còn tác động liên quan đến vấn đề gì đó là vấn đề tìm thời gian, thì khi đó sẽ tác động đến chu kỳ nữa. Chúng ta xem có liên quan không nhá. Ở đây họ chọn họ lại gắn chiều chuyển động vào. Rồi, mục đích là họ làm dối mình thôi. X phải x thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới. Ok. Tức là vì lò xo thẳng đứng mà, chính là cái chiều dương OX nãy giờ thầy dùng cho các bạn đấy. Ok chưa? Và gốc tọa độ là tại vị trí cân bằng chắc chắn rồi. Và gốc thời gian t bằng 0 là lúc qua vị trí cân bằng luôn theo chiều dương. Như vậy động chạm đến vấn đề trạng thái đúng không? Trạng thái dao động thì các bạn vẫn dùng vòng tròn lượng giác các bạn làm thôi. Và xác định được ngay là qua vị trí cân bằng theo chiều dương này. Được chưa? Thả ứng với vector quay nào các bạn quen thuộc rồi đúng không? Nhưng ở đây có một cái nhược điểm là gì? Là OX ở đây là hướng xuống dưới kìa các bạn ạ. Nó khác với OX có thể mà cho các bạn nằm ngang lâu nay các bạn học vòng tròn. Không sao cả. Chúng ta quay lại thôi. Tôi quay ngược lại thôi. Quay góc 90 độ thôi mà. Cũng trở nên bình thường thôi nhá. Khi đó chúng ta phải tự nhẩm cho mình cái quy ước. Đấy là được. Rồi, cho g rồi, xong rồi. Lấy cái này để cho đẹp thôi. Rồi. Hỏi thời gian. Đây là thời gian ngắn nhất. Như vậy bài toán này là muốn ôn lại cho các bạn ở phần trước là phần đại cương về hàm điều hòa liên quan đến bài toán tìm thời gian nhỏ nhất, thời gian lớn nhất, quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất. Tóm lại là liên quan đến thời gian và quãng đường. Thì kiểu gì thì kiểu, vẽ vòng tròn là cách tốt nhất và nhanh nhất cho các bạn. Đầu, đi từ t bằng 0 cho đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu. Như vậy là hôm trước chúng ta chỉ mới biết là đi từ x1 sang x2, v1, v2, gia tốc a1, a2. Thì hôm nay chúng ta lại thêm một cái là gì? Là trạng thái này gắn với lực đàn hồi. Vậy để làm tốt cái phần này này thì các bạn phải xác định cho thầy là lực đàn hồi này nó có độ lớn cực tiểu. Các bạn chuyển cho thầy cái thông tin này về thông tin vị trí là được. Vậy chúng ta dùng vòng tròn là đa phần các bạn dùng cho vòng tròn cổ x mà. Thì phải đưa cái thông tin trạng thái này dưới dạng là gì? Là lý độ x. Là các bạn sẽ làm được ngay bài toán này bằng phương pháp vòng tròn lượng giác cho x chỉ nhé. Rồi bây giờ thầy mới từng bước một khai thác xem cụ thể như thế nào nào. A bằng 8. Rồi vậy thầy có A bằng 8 rồi nhá. Được chưa? Bây giờ các bạn tính nốt thầy cái thằng delta L không đi đã. Nào tính delta L không thầy cái nào. Được chưa? Là G này. G bài cho là pi bình là 10. Tức thầy để pi bình đi. Ok chưa? Đấy. Omega đây đấy là 2 pi trên T.
Tức là 2 mà chia cho 0,4 ấy, 2 chia 0,4 thì như là bằng 5 hay sao không? Đúng rồi, 5 rồi. 2 chia cho 0,4. 5. Mà là 2 pi chia 0,4 thì nó sẽ là 5 pi. Bình lên với thầy đúng không? Là 5 pi tất cả bình. Đó, các bạn thấy chưa? Pi bình nó khử nhau rồi. Vậy là còn 1/25. 1/25 thì nó sẽ là 0,04 đúng không? 1 là 0, 1 chia 25. Không đúng rồi, 0,04. 0,04 mét. Được chưa? Tức là nó bằng 4 cm. Rồi. Đấy, các bạn đã có được cái delta L0 rồi. Biên độ A bài cho này là 8 cm. Như vậy trường hợp này là nó nhỏ hơn gì các bạn nhỉ? Nó nhỏ hơn biên độ A. À, nhỏ hơn. Có nghĩa là trường hợp này là nó đi vượt quá cái vị trí lò xo không biến dạng. Được chưa? Vậy thì lò xo sẽ có cả quá trình nén và quá trình giãn. Ok chưa? Rồi bây giờ trong trường hợp này là nó động chạm đến cái vấn đề là lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu. Các bạn biết rồi, trong lò xo thẳng đứng đấy mà trường hợp biên độ A mà lớn hơn delta L không, có nghĩa là nó đáp ép đàn hồi min là bằng không các bạn. Là đi qua cái vị trí lò xo không biến dạng mà. Thì chỗ đấy là chỗ gì? Ép đàn hồi min đấy, về độ lớn đấy. Ok chưa? Như vậy cái vị trí đó nếu mà gắn theo chiều dương là chiều hướng xuống dưới đúng không? Là theo chiều giãn của lò xo ấy thì x chỉ cái đó là bằng trừ delta L không. Nên tại sao mà bài này người ta đã cố tình cho các bạn thêm cái gợi ý này để giúp các bạn làm gì? Làm nhanh hơn thôi. Ok chưa? Là trục x phẩy hướng xuống dưới. Rồi. Ok, vậy thầy vẽ vòng tròn bài này nhá. Nhưng thầy vẽ là vẽ theo đúng yêu cầu của người ra đề luôn là hướng xuống dưới nhá. Thì thầy sẽ dạy cho các bạn cách chuyển từ vòng tròn có x nằm ngang sang vòng tròn x thẳng đứng. Nó không khác gì nhau cách làm cả. Các bạn tưởng tượng cho thầy là được. Đây, nhìn này. Vậy là chọn cho thầy này. OX này này là hướng xuống dưới. Ok chưa? Thì chỗ này các bạn cũng đánh dấu thầy thôi. Đấy. Các bạn tưởng tượng như là gì? Chúng ta có cái lò xo nhé, đấy nhá, thầy có thể vẽ các bạn cái lò xo ở trên đây này. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng có thể cho dễ hình dung. Được chưa? Thì cái lò xo đang treo này. Đây, các bạn thấy không? Treo này. Đấy. Ok chưa? Thì cái vị trí trường hợp này là biên độ A là 8 và delta L4, có nghĩa là khi mà các bạn chưa treo lò xo ấy, à chưa treo vật thì sẽ nằm ở chỗ này, là vì đây là 0 này. Bài cho các bạn này là biên độ là 8 đúng không? Thì đây sẽ là 8 này. Còn đây nó sẽ là -8 này. Ok chưa? Còn cái chỗ mà lò xo không biến dạng nó chính là cái chỗ nào đây các bạn? Cách cái vị trí mà gì đây? Vị trí cân bằng đúng không? Một đoạn là 4 đúng không? Vì delta là 0, 4 mà. Mà đây là chiều dương xuống dưới. Vậy đây chính là âm mấy các bạn? Âm 4 chưa? Chỗ này là âm 4 không? Đây là lúc mà chưa treo vật vào. Bây giờ treo vật vào thì sao? Thì nó sẽ rơi xuống vị trí ô. Đây các bạn treo thêm vào đây. À lúc treo vào thì tới ô không? Vật nằm ở đây. Đấy các bạn thấy chưa? Ok, bây giờ ta kích thích đúng không? Thì nó ra động điều hòa. Đây này, nó đi lên lại này thôi. Ok chưa? Thì có khác chưa là các bạn cầm tưởng tượng này. Các bạn bê cả cái này luôn, các bạn xoay phát sang bên thầy góc bên tay trái và góc 90 độ. Thì ra cái trường hợp là gì? Là OX nằm ngang không? Thì nếu mà dùng OX nằm ngang thì các bạn tưởng tượng thầy là nửa bên tay trái của chúng ta là ứng với nửa trên lò xo. Đấy, còn nửa bên tay phải của chúng ta sẽ là ứng với trường hợp là gì? Ở dưới vị trí cân bằng của lò xo thẳng đứng. Bây giờ chúng ta dùng thẳng đứng được mà dùng nằm ngang cũng được, không sao cả. Thì đó các bạn phải nhớ là gì? Nó quay ngược lại này rồi. Thì chiều dương quay ấy sẽ là chiều này. Và vector quay ấy là vector hợp với cái trục này của thầy nhỉ? Của thầy nhá, bạn nhớ không? Hợp với trục này này. Ok, chứ không phải là hợp trục này nữa. Trục này bây giờ các bạn tưởng tượng như là gì? Nó là trục thẳng đứng trong lò xo trong trường hợp mà vòng tròn OX nằm ngang ấy. Ok chưa? Và chúng ta vẽ là vẽ các vector là thế góc mốc ở đây nhá. Mốc ở đây là góc bằng 0 này. Và quay theo chiều là chiều ngược kim đồng hồ, vẫn như cứ cũ thôi. Rồi, bây giờ T bằng 0 là lúc nào? Qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Nào các bạn tưởng tượng nào. Đây chính là nửa trên vòng tròn này. Nếu bạn quay đi với thầy này, thì đây là nửa trên vòng tròn. Còn đây là nửa dưới vòng tròn. Theo chiều dương là phải lên nửa dưới, tức là hình chiếu chạy theo chiều dương. Như vậy chỗ này chính là chỗ gì đây? Đây là vector gì đây? OM tại thời điểm T bằng 0. Thấy chưa? Đây là OM của chúng ta. Bạn thấy chưa? Đúng không? Là vì cái hình chiếu bạn để ý không? Hình chiếu của nó là chỗ O này đang chạy xuống phía dưới không? Được chưa? Và chạy theo đúng chiều dương OX của chúng ta này. Đấy. Bây giờ là gì? Từ T bằng 0 đấy cho đến khi gì đây? Lực đàn hồi có độ lớn là cực tiểu. Đồng thời là khoảng thời gian này phải là nhỏ nhất. Vậy các bạn chỉ cần tìm thấy cái góc quét nhỏ nhất mà chạm đến cái vị trí mà độ lớn lực đàn hồi là cực tiểu. Cái vị trí cực tiểu là vị trí nào nhỉ? Là vị trí lò xo không biến dạng đây các bạn này. Nó có hai vị
điểm trên vòng tròn. Từ đây các bạn hạ vuông góc đúng không? Cắt vòng tròn tại hai điểm. Thì nó ứng với hai vector quay tương ứng đúng không? Này. Vector quay này. Ok chưa? Và vector quay bên này. Hai vector quay nhá. Bạn để ý thầy. Được chưa? Đây là hai vector quay, một cái là ở vị trí là đây. Vị trí này thì gọi là vị trí N. Được chưa? Còn vị trí này là vị trí N phẩy. Đó. Thì nó có hai cái vị trí như vậy, cái vector quay OM chúng ta nó cứ quay. Và nó chỉ cần chạm vào chỗ N, chạm vào chỗ N phẩy là cái chỗ đấy là chỗ mà vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng. Tức là lực đàn hồi cực tiểu là bằng 0. Các bạn nhớ nhá. Ok, nhưng vì bài nó hỏi là gì? Khoảng thời gian ngắn nhất. Vậy góc quét nó phải là nhỏ, nhỏ nhất, các bạn nhớ chưa? Vậy góc quét là góc nào? Chỗ nào nhỉ? Đây đúng không? Quét từ tựa T bằng 0 này, quét theo chiều ngược kim đồng hồ đúng không? Đây. Nó cứ quay thầy cho đến chỗ nào? Đến cái chỗ này. Đó, cái phần này thầy đã hướng dẫn kỹ cho các bạn trong cái phần tính thời gian rồi. Bây giờ chúng ta áp dụng vào bài này thôi. Đúng không? Ok. Góc quét này, bây giờ chúng ta cần phải tính góc này ra. Nó vượt quá 180 độ rồi. Nó dư thêm một góc có thể là góc này. Ok chưa? Các bạn tính thêm góc này thầy. Thì muốn tính được góc này này, các bạn phải dựa vào kiến thức lượng giác sin cos ở đây để các bạn tìm cho thầy cái góc này trước. Vì cạnh này là 4. Được chưa? Mà đoạn này là 8. Cạnh huyền là 8. Vậy cos góc này là 1/2. Ok chưa? Góc trên là 1/2 này. Cos này là 1/2 thì nó sẽ là góc 60 độ. Các bạn nhớ thầy. Ok chưa? Đây. Cos 1/2 mà 60 độ thì hiển nhiên là cái góc còn lại của thầy nó sẽ là 90 trừ 60, nó sẽ là ra 30 độ. Ok chưa? Vậy góc delta phi này của thầy nó sẽ là bằng bao nhiêu? 180 cộng thêm 30. Bạn nhớ nhá, 180 độ cộng với 30 độ thì nó sẽ ra là 210 độ. Ok chưa? Có góc quét rồi. Thì các bạn tìm cho thầy được cái khoảng thời gian cần tính. Đó là gì? Delta T min là cái chúng ta cần tìm đây. Nó sẽ bằng là gì? Đổi cái này về quay 93 thời đồng tròn thì là delta phi chia cho 360 độ. Rồi ta nhân với chu kỳ là một vòng quay. Ok chưa? Các bạn thay số vào. Thì nó sẽ là 210 chia 360. Được chưa? Nhân với chu kỳ bài cho là 0,4 giây. Làm ta tìm được thời gian của bài toán này. Được chưa? Vậy nó rất là nhẹ nhàng luôn. Nó chỉ là bài toán tổ hợp thôi. Kết hợp giữa gì đây? Giữa con lắc lò xo liên quan lực đàn hồi và kết hợp với kỹ năng sử dụng vòng tròn để tìm thời gian trong rộng điều hòa. Các bạn thấy chưa? Nó rất nhẹ nhàng khi đã học được kỹ năng rồi, học được cái phần công cụ phần trước rồi. Được chưa? Bây giờ học về bản chất vật lý nữa, chúng ta làm thế nó rất nhẹ nhàng. Đề nó dài thì mà kệ nó chứ. Nó lừa đảo các bạn vào mắt thôi mà. Được chưa? Thay vào thầy nhá, 210 chia 360. Ok chưa? 7/12 nhân với 0,4 giây. 30 giây. Được chưa? Ok, 7/30 giây. Đáp án tôi chết rồi. Các bạn chỉnh lại thầy nhá. Đáp án ở đây là chưa. Đáp án đây đang bị lộn đáp án của phần số nhá. Được chưa? Là ở câu 12 đấy, chưa kịp chỉnh vào đây. Ok, thì các bạn tự ghi kết quả thầy thôi nhá. Quanh đáp án này chúng ta không dùng đến nhá. Được chưa? Không sao đâu mà. Cái này chúng ta không dùng đến là vì đây là thầy chưa chuyển sang đúng cái bài này là đang hỏi về thời gian. Các bạn đúng chưa? Thì ở đây nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là 0, bao nhiêu giây? 0,23 giây. Ok chưa? Vậy bài này cần tìm là 0,23 giây nhá. Là đáp án của bài này là delta T min cần tìm là 0,23 giây. Được chưa? Còn cái đáp án này chúng ta không dùng đến. Đáp án này là của phần ví dụ 12. Thầy chưa chuyển sang ví dụ 13 được. Được chưa? Không sao cả. Các bạn chỉ biết cách làm thầy là delta T min bằng 0,23 giây, tính là phương pháp này là được. Các bạn lưu ý nhá. Được chưa? Đó chính là cách làm bài này. Đó. Không vất vả. Chỉ là kết hợp thôi các bạn. Nó là kết hợp. Nó sử dụng của thầy là hai đối tượng ở đây. Một đối tượng về phân tích lực đàn hồi nhỏ nhất trong lò xo. Hai là gì? Đối tượng về thời gian. Đó các bạn để ý thầy. Rồi, vậy chúng ta kết thúc ví dụ số 13 đây. Và các bạn sẽ tiếp tục với thầy sang phần thứ tư có nội dung về con lắc lò xo. Các bạn theo dõi với thầy.